Thành bảo nhanh lên, bạn chị đứng đây sẵn rồi. Đâu vào? Để chị gọi con đấy đã. Em bé con lên YouTube làm gì bóp? Nhấm vàng với cái gì ấy. Đó, ơ sao mày có bộ này đấy? Để chị đi đâu thấp. Em đăng vào rồi. Biết rồi. Trời ơi, một quái không đẹp đâu, một quần đi. Một quần lại đẹp hơn. Chuẩn bị nha, em vào rồi đấy, em theo dõi chị nha. Chị có năm 2 thôi. Ừ. Thôi mua tóc trước chị nha. Chị đi. Rồi. Trông cu tia vãi á. Đây rồi. Sổi ơi. Ba đứa. Ừ. Chờ tí em tao vào. Rồi rồi rồi. Nhỏ. Nhỏ. Kìa bọn này. Chị cứ đi theo nhà em đang. Ôi sao không bấm được vào con này nhỉ? Kìa, em bé Hương đây. Rồi. Trời ơi, bốn đứa luôn. Đừng bỏ. Ok. Ok vô. Em thấy đó, chị chơi xong mắt ba người chơi, em không thích chơi mắt đấy, toàn thua, gần đến đích là thua. Chào anh toàn nhà. Úi giời, này thì gì? Này nha, cấm đợi cầu thang. Khánh đợi cầu thang đi nhé. Không, đợi cầu thang lâu lắm, em đi đường. Ồ, chị xin Khánh đợi cầu thang đi. Tại sao? Đợi cầu thang, bây giờ còn 24 người, thả nào nó cũng lên là cái chắc. Thôi chị có 5 người con trâu này. Chị trâu làm sao? Chị trâu chơi gà lắm. Thế yeah. Dạ, yeah, bọn này. Khánh rớt rồi đúng không? Chưa. Ủa, Khánh đang ở đâu? Em đang ở đây. Em đang đợi cầu thang đúng không? Không, em đang đi rồi. Chị Châu cô tê phái, chị đang đi theo em này. Dạ. Chị, nhưng mà chị... Ui, nhanh hơn em. Ừ, để chị... Thế nào em cũng thua cái chắc chứ. Em thua là cả mọi người là phải thoát hết ra nhá. Không đâu, không lại chị đang thoát đâu. Ai? Châu cô tê á. Chị ở trong Hương. Chị em bé Hương ấy. Chị đâu rồi? Yeah. Ê, con đứa nào vừa rớt kìa. Hình như con trâu hay sao ấy. Ôi. Ôi, chị ta đang cu. Chị con Hương lên kia rồi. Chứ rõ rồi, này chị thua bạn chị à. Không được đâu. Chờ chị rồi. Thôi chị chờ cầu thang. Ê, con trâu đang chờ cầu thang chị kìa. Em leo lên gần đến thế rồi. Thế leo lên đấy đi. Ừ. Leo lên rồi em đợi nhá. Ha ha kìa. Ui em bé Hương nó về hạng 2. Ừ. Ôi chắc em về hạng 5. Dạ dạ. Nhảy cứ tí nữa rồi còn thơm. Nhảy đến đích được con đứa. Dạ bọn này. Đứng ra. Đừng để tao bực. Sao con trâu lại đi đường kia nó bị ngu à? Yes, hạng 4. Hạng 4 rồi, ok, chị cho con. Chị hạng 6. Chị hạng 7, hạng 7, hạng 7. Hạng chị nghe treo nó cú. À thôi con trâu thì hạng 7. Nó hạng 8 này. Chị trâu ơi. Trâu ơi, cố lên. Hạng 8. Okay. Em là người nhì, còn chị Hương là người thứ nhất. Em thằng yếu rồi, yếu cái gì đó. Ủa sao Hương ơi, mày chui ra đấy được kìa. Ừ. Tao đi rồi. Ủa sao mày chui ra đấy được ấy. Ủa sao đứa nào về hạng 13 sao nhìn giống mày thế hả Khánh? Đâu, em hạng 4 mà. Ủa sao đấy là con nào thơ chui xuống hạng 13 này. Cái nào phải em đâu, em hạng 4. Trời ơi, tí đang ngay chụp ảnh nha mọi người. Cái gì? Năm mắt sao đứa ngay chụp ảnh.
Ủa nắp, nắp bằng chữ ngồi rồi. Phải chi dấu con ở đây nữa. Con tiên nhỉ. Hết rồi. Em là em lần em hãy nghỉ chưa bao giờ em muốn thế luôn đấy. Ừ. Khánh bị điên. Tôi muốn chơi thêm chút nữa. Em bị như này rồi. Mắt bằng là em thờ nha, em lại đấy. Con rồng nhé. Mắt tù chị Khánh cứ đi đến đâu đi. Ừ. Rồi chị chơi hộ em nhé, chị cứ đến đích rồi. Em hạng bao nhiêu cũng được. Map tủ của tao mà chúng mày rút rạ hạng một đoạn của các mà không chị chưa chắc chị có thể được hạng một không, chị đoán là chị hạng sáu tí thôi, chị không có mãi nguyện. Em chắc hạng 19 ở đâu cái này có 19 về mình đây, chị không là một người thôi nha. Ê chị đang đuổi một cái con nào ấy, chị đang dẫn thứ hai chết rồi, phải chơi lại. Ô không sao, Khánh cứ đi đi. Khánh cứ đi đến đâu đi. Đấy nhá. Khánh đừng hoảng. Khánh càng hoảng càng chết. Chết rồi. Khánh đi đi. Chị sắp muốn tôi ơi nhanh thế. Đợi em. Ôi ôi Khánh chơi gạ như thế thì... Thì đây em quyết nhất là sao lại rơi vào lúc này. Em cũng bị rơi này. Đáng biết. Chị biết không hiểu. Xóa chị xóa kết bạn nó đi. Thôi rồi luôn nó chắc nó thôi. Tí mình thoát. Đúng, Khánh cứ cố gắng đi thì đến đây. Còn đúng 8 người nữa. Chúng mình đi. Chúng mình quành lại đi. Ê quành lại đi. Châu ơi, Khánh ơi ở lại. Đây em đến chỗ chị đây. Quành lại chị. Thôi con trâu đi, con trâu ngu này nó chịu biết là nó rồi. Đi tí là rơi nhá. Con trâu ấy. Chơi được bao nhiêu thì trâu tí thoát tan rồi. Bỏ chị Hương, kệ chị Hương. Đúng rồi, kệ con Hương. Ê, con trâu chị thả nào rồi. Cũng thua. Chị chưa chắc đâu nhá, nó vào được đấy. Nhưng mà chị nó đâu rồi? Khánh đang ở kia. Ừ, chị sắp đến đích rồi. Chị đứng đây chơi mà. Ê con trâu chết rồi, trâu chết rồi. Ok, ba bọn mình thoát nhá. Mình thoát ra. Từ để xem con trâu còn sống không. Con trâu chết rồi, ra ngoài đi em. Để mai chị dùng một mình solo yêu khác. Thoát rồi. Chị gọi chị Châu ấy. Bố ơi.